Nhà vườn Oanh Trung xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn đang xem video ạ. Hôm nay nhà em vừa mới nhập về cái cây lê vàng đang có hoa có trái. Cây này gốc đường kính 15. Em xin được lên video để cho các cô bác, anh chị và các bạn cùng tìm hiểu về cái dòng cây này nhé. Hôm nay nhà em nhập lê vàng đang hoa quả và cây cherry anh đào Nhật Bản ạ. Đây bây giờ em quay cho mọi người xem cái lê vàng trước. Đó. Cái cây này đường kính gốc 15, cao thì chỉ tầm 2m2 thôi. Cao tầm 2m2, 2m 2m2 thôi. Cây này thì cành tán rất là đẹp. Mọi người có thể về trồng làm cảnh ăn quả. Cái lê này thì nó mọc hoa thành từng chùm đây, hoa thành từng chùm, đặc biệt là nó rất là dễ đậu quả và cái quả nào cũng đậu luôn, cái hoa nào cũng đậu quả luôn. Đây mọi người nhìn xem, tất cả ở đây đều đậu thành chùm quả luôn rồi ạ. Cái lê thì lê với cái cherry anh đào này thì em cũng xin được nói luôn là nó phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt Nam và Tây Nguyên, nhất là Đà Lạt, hơn là ở những nơi mà có khí hậu nóng. Đây cái lê này em cho mọi người xem cái lá nhé. Cái lê nâu thì lá của nó xanh thẫm, còn cái lê vàng này thì lá và ngọn của nó hơi có một chút màu vàng. Cái lê này thì cái cành của nó rất là nhiều cành, nó rất là nhiều cành. Vì thế cho nên cái cây của nó có thể mình có thể trồng làm cảnh rất là đẹp. Đặc biệt là cái hoa của nó trắng muốt. Cái hoa của nó trắng muốt luôn ạ. Cái hoa của nó năm cánh như hoa mai nhưng mà trắng muốt. Đó. Đẹp lắm, rất là đẹp. Mỗi khi cái tầm xuân như thế này thì cái hoa lê này nở thành từng chùm bông và chi chít ở trên cây, rất là đẹp. Đây như cái cây này nhà em đi một tuần rồi mới về đến đây, mới về đến vườn. Thế nhưng mà cây của nó cũng rất là ổn định, không hề bị hỏng hay là dập nát một tí nào luôn. Và đặc biệt giờ còn rất là nhiều hoa và quả, những cái chùm hoa và quả hầu như là còn nguyên. Còn đây em xin mời mọi người xem cái cây cherry anh đào Nhật Bản. Cherry này nó có rất là nhiều loại, có cherry Brazil, cherry anh đào Mỹ. Và đây hiện tại thì nhà em nhập về được cái cây cherry anh đào Nhật Bản. Cái lá cherry Nhật này thì lá nó cũng rất là giống với cherry Mỹ. Cherry Mỹ thì lá to hơn, còn cái lá này nó nhỏ hơn một chút. Cái cherry anh đào Nhật này thì cái quả của nó cũng mọc thành từng chùm. Quả nó cũng mọc thành từng chùm. Và cái cuống quả nó rất là dài cũng như là lê ấy. Đó, và đặc biệt là cái chùm quả của nó rất là sai. Cái cherry này thì quả mình có thể, nó cũng ra hoa vào tầm mùa xuân như thế này. Và quả của nó mình có thể thu vào, quả mình có thể thu vào tầm tháng 5 đến tháng 6 âm lịch. Đó. Cái vị của cái cherry anh đào Nhật này thì nó có một chút vị hơi chua nhẹ. Thế nhưng mà cái vị ngọt thì nhiều hơn. Nó ngọt và có một vị hơi chua nhẹ và man mát. Nói chung là khi mà ăn thì cái vị ngọt sẽ nhiều hơn ạ. Đặc biệt là mọi người nhìn trên cây rất là sai đúng không ạ? Rất là sai. Vì cái cành của nó rất là dẻo. Vì thế mà cái cây này có thể vận chuyển khắp mọi nơi rất dễ luôn. Đây, em cho mọi người xem nhé. Cái cành của nó thẳng như thế này nhưng em có thể cuốn mọi phía luôn. Đấy. Cành này này, uốn xuống này, xong rồi uốn lên này. Đó. Có thể uốn được mọi phía luôn. À,
À, vì thế mà như cái cây cherry này mình có thể vận chuyển được xa và khắp mọi nơi vòng quanh thế giới luôn ạ. Cây cherry Nhật chị ạ, cherry anh đào Nhật. À, cherry này cherry ăn quả chứ không phải là cái cherry chơi hoa đâu ạ. À, quả rất là sai. Đây nhà em cây này là cây lớn, cây này khoảng 3m2, 3m3. Cành tán thì rất là đẹp, đặc biệt là khi mà nó nở hoa thì cũng đẹp lắm. Thêm nữa là cái quả của nó rất là sai luôn, dễ đậu quả. Dễ đậu lê này cũng dễ đậu quả. À, em xin phép được dừng video nhé. Chúc các cô bác, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. À, các cô bác, anh chị mà cần mua những cái cây như thế này, cherry anh đào Nhật hay là lê vàng hoặc là bất cứ những cái cây nhập khẩu độc lạ nào thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình nhé. À, nhà em thì rất là nhiều nho thân gỗ. Cherry Nhật, cherry Brazil, Malaysia và nói chung là các dòng cây nhập khẩu nhà em, cây gì nhà em cũng có rất là nhiều. Các cô bác anh chị mà cần bất cứ cây gì thì cứ điện cho em.